Nhà nha, và hôm nay nhằm tri ân cho khách hàng thì em mới về được một cái lô mai cúc hoàng hậu và cúc tư long. Cây nó rất là cao hơn cái lúc trước em bán rất là nhiều nha. Đó, cái rễ thì cũng xử lý đế ha. Đó, cây này hơn một gang tay rồi nha. Thì lúc trước thì tầm khoảng gang thôi, nhưng mà cái này nó hơn rồi, hơn gang rồi, gang mấy rồi ha. Đó, cây nào cũng vậy, cái này về chúng ta lấy bo liền được luôn. Thì cái cây này em bán với giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Lúc trước 250.000 một cặp nhưng mà cây nhỏ nha cả nhà. Đợt này đáng lẽ là 300.000 nhưng mà là do em tri ân khách hàng cho nên là em chỉ để là giá 250.000 một cặp thôi. Và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đó, cả nhà thấy không? Rất là xanh tươi và rất là tốt nha. Cái này về chúng ta lấy bo liền được luôn. Và bên đây là cúc tư long ha. Cúc tư long cây nó cũng có nhánh nha cả nhà. Cây nó lớn hơn được rồi, em bán rất là nhiều nha. Đó, thì cái này cũng bán với giá là 250.000 một cặp luôn. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cái này về lấy bo được liền luôn rồi nha. Rồi, xin mời cả nhà xem và ủng hộ cho giống mai cúc tư long và cúc hoàng hậu nha.